Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, nhiều hộ gia đình đồng bào ED ở các buôn làng trong tỉnh Đắk Lắk đã chú trọng mở các dịch vụ homestay, du lịch cộng đồng để quảng bá những nét văn hóa đặc trưng riêng của dân tộc mình đến với du khách. Nhiều năm nay, gia đình ông Inuenie vẫn giữ ngôi nhà dài truyền thống của mình. Trong ngôi nhà, ông trưng bày nhiều vật dụng như cồng chiêng, trống, ghế, cờ pan. Mỗi khi có khách đến tham quan, ông có thể giới thiệu đặc trưng văn hóa của dân tộc mình. Ngoài ra, ông còn mở dịch vụ ẩm thực truyền thống ED, cà phê nhà sàn và kết hợp với các hộ khác trong buôn mở dịch vụ âm nhạc cồng chiêng phục vụ khách du lịch. Mỗi nhà, mỗi việc. Ví dụ hiện tại như buôn chúng tôi thì chuyên về cà phê, ẩm thực. Nhưng mà ví dụ như Mapi hiện tại chuyên về cồng chiêng và homestay. Và một số nhà thì chuyên về rượu cần. Và một số hộ thì chuyên về đan. Những cái sản phẩm áo ED và các loại sản phẩm khác để phục vụ du lịch. Sau khi buôn cốp xã Đờ Rây Sáp, huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk được công nhận là buôn du lịch cộng đồng, gia đình bà Hờ Lát Nhiê, một trong những chủ homestay ở buôn, trang trí lại ngôi nhà dài truyền thống. Ngoài chuẩn bị ẩm thực truyền thống, cồng chiêng, lửa trại, bà Hờ Lát kết hợp với các nghệ nhân trong buôn tạo ra những đồ lưu niệm mới mẻ, độc đáo từ tre, nứa để thu hút du khách. Dịch vụ trải nghiệm du khách ở gia đình mình tại đây, nhà đình mình chỉ là đốt lửa trại cho họ rồi lại để họ lưu trú rồi cho nấu ẩm thực cho họ rồi gà nướng rồi cơm lam rồi buổi sáng thì là cà phê. Mà du khách muốn đi thăm vườn điều mình cho đi thăm vườn điều, với lại muốn đi trải nghiệm theo bờ sông mình dắt đi theo bờ sông luôn. Bằng cái nội lực mình có, mình sẽ từ đó mình phát huy mạnh ra, kể cả mình lấy cái văn hóa làm cái gốc để mà mình từ cái văn hóa đó mình phát huy cái thế mạnh để mà tạo ra cái sự khác biệt của du lịch Đắk Lắk so với các địa phương khác. Tỉnh Đắk Lắk đang tập trung khai thác có hiệu quả lợi thế cảnh quan thiên nhiên, sinh thái, đặc biệt là khơi dậy sự chủ động sáng tạo của đồng bào ED. Từ đó bà con càng tự tin đưa không gian văn hóa của dân tộc mình đến với mọi người, mở ra triển vọng kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.